Chào hết mọi người, quay trở lại với video của kênh mình. Mọi người, hôm nay mình chia sẻ với mọi người ở đây là cúng giỗ trăm họ, ở đây gọi là báo ăn đường nha mọi người. Cúng giỗ trăm họ này là vào ngày 17, một năm thì sẽ có ba ngày, 17 tháng giêng, 17 tháng 7 và 17 tháng 10. Một năm sẽ có ba ngày cúng giỗ trăm họ. Hôm nay là ngày 17 tháng giêng. Năm nay là đông hơn năm rồi nhiều lắm nha mọi người. Năm nay là đông hơn năm rồi là gấp ba lần. Năm nay đông hơn năm rồi cỡ ba lần ạ. Mình đi đảo vòng ngoài trước nha mọi người. Cái mình thấy vô trong chánh điện mà, tại vì mình đi ngang mình thấy chánh điện đông lắm. Gặp có cái chị YouTube kìa. Năm nay đông lắm nha mọi người. Đông gấp 3 lần năm rồi luôn á. Năm rồi là thưa lắm. Thấy có cái chị YouTube thôi, chứ quay nhiệt tình luôn không? Chứ quay nói chứ đâu có để ý ai đâu. Quay quá nhiệt tình luôn. Giờ mình đi tham quan một vòng nha mọi người. Giờ mình quay trở lại vô trong chánh điện nha. Này bên Thái Nam thôi, còn bên kia nó có còn những cái gì, những người còn lại nha. Còn đang đi lại nữa. Mà năm nay thì mình lại giờ này mình lại đây là gần 9 giờ rồi. 8 giờ 40 rồi. Thấy bây giờ này mình lại là mình thấy đông hơn năm rồi gấp 2-3 lần. Thì một năm có 3 ngày là có 3 cái nguồn á mọi người. Tháng giêng, tháng 7, tháng 10 vào ngày 17 tháng giêng và 17 tháng 7 và 17 tháng 10 là một năm có 3 ngày cũng giỗ trăm họ. Một vòng mình chia sẻ lên cho mọi người vòng nha. Ở chính giữa thì thờ Chư Diệt Mẫu. Bên là bên nam bên nữ, ở đây là nam, còn ở bên kia là nữ. Đến giữa là thờ Chư Diệt Mẫu, rồi cũng giống như thờ nhâm đạo của đài này, giống như là thờ ở điện thờ của địa phương vậy đó. Ở điện thờ ở địa phương thì thờ ba cái bài bàn vậy này, ba cái bàn đến giữa là Chư Diệt Mẫu. Đông hơn rồi. Hôm nay là đông hơn năm rồi nhiều lắm mọi người, không đông hơn năm rồi là gấp 2-3 lần. Sau là sợ thờ bàn của Đức Ngài Hộ Pháp. Mình tham quan ở trong vòng vòng như thế mọi người, sau đó mình đi ra ngoài xem đi vòng ngoài mọi người. Xuống nhiều quá là không về được. Ở đây ngày thường khi mà không có giỗ coi như bữa nay cúng giỗ trăm họ không xong xuôi rồi ngày thường á, ngày thường hình như là ở đây là chặt thuốc nam rồi thôi thuốc nam rồi cái gì á. Thì kìa đó ngày thường á mình có ghé đây một lần, kìa đó mình đi đám ngang
Mình có ghé đây một lần, mình thấy ở đây là thấy vô gặp mấy cô đây là chặt khúc nam. Giờ để cái chị qua YouTube đó, nãy giờ chị đứng chị gấp chị ăn rồi kìa. Tại vì mình thường thường mình gặp mà mấy cái chị mà qua YouTube đó quay đó là mình có ấn tượng đó, gặp có mình nhớ liền à. Ở đây thì nói chung là dỗ trăm họ. Dỗ trăm họ là nó nói dỗ trăm họ tức là dỗ chung, nói chung là trăm họ. Tức là mình họ nhận biết mình cứ tệ tụ về đây trước là mình cúng cầu nguyện bái lễ. Thì sau á là dự tiệc. Rồi cứ đói thì ăn, khát uống, thấy bằng trống thì cứ vô ăn. Khát gặp nước thì cứ uống. Chị YouTube. Ui, chị YouTube. Cái chị YouTube chỉ quay đã thì nó bụng chứ lo chứ ăn rồi chứ quên luôn rồi. Câu giờ con thấy bà ăn nhiệt tình luôn. Cái quay nó giờ nó bụng lắm rồi, bởi vì ăn nhiệt tình. Ăn nó kêu không hay luôn. Ăn thấy ngon không? Ăn thấy ngon không? Nếu mà nhìn thấy ăn cũng ngon quá không? Nhiệt tình luôn rồi. Không có đâu. Chị YouTube đi ăn rồi, chị YouTube. Chị YouTube quá nhiệt tình rồi. Chị quay cũng nhiệt tình mà chị ăn cũng nhiệt tình nữa. Quay cái đoạn này gặp chỉ đưa chỉ lên cái này, hy vọng là chồng chỉ mà xem cái chồng chỉ thương vợ cũng thương cái người quay lắm, quay ai cũng quay vợ luôn. Mình đi nãy đứng đây mình đứng đâu nhìn chị với cái chị này làm quen với cái chị YouTube này nhiều quá, giờ mình đi nha. Hỏi thăm cái chị đó, mình dạ chuyện với cái chị đó hoài, chồng nó lên coi, chồng nó ghen chết à. Không ghen là chết cái người quay, phải chết bả luôn. Cái cô này mới cầm điện thoại mới quay ai vậy chị? Cầm điện thoại quay ai vậy ta? Quay với bạn, với ghế, với đất, được không à? Hôm nay là đông ở năm rồi, nhiều lắm nha mọi người, đông gấp 2-3 lần năm rồi luôn á. Vô ao đi. Gì chứ ở Tây Ninh này mà có lễ họ lễ lộc gì là cứ là đồ ăn uống là miễn phí thôi, tối ăn khác uống là miễn phí hết. Cứ tối là ăn khác là uống. Cho chục ly đi anh ơi. Anh này là hôm hôm mới gặp ở khách tình nữa này nha. Bây giờ gặp ông nữa nè. Nói chung là những người ta hay đi làm mà không hoa quả, đi làm cái hoa quả đó là rất là quen hả, còn cái cây không à. Lâu là những người ta sẽ tranh thủ thời gian của người ta đi làm để kiếm chút công quả trước là góp chút sức mọn vô trong cái hành trình là kiểu như là một là dỗ lễ gì đâu đó hay là cơ nghiệp của đạo nó tùy theo cái buổi lễ đó diễn ra, trước là góp chút sức mọn, còn hai nữa là đi làm kiếm chút công quả
công quả là mình thích cái công mình ra, nó kiếm một cái thành tựu, quả là cái thành tựu á. Đây, cái công mình á, tu như cái mũi nè. Sao à, con số quý vị lại ra trước thì giờ về còn mình thì sáng mình mắc công việc đến tới hơi trễ, nhưng mà nói chung cũng không có trễ quá, tới cũng còn đang đúng lúc. Trễ là trễ nè mọi người thôi, nhưng mà mình tới như vậy thì cũng có nhầm người, nó có công việc cũng tới trễ hơn mình đó. Nói là có đồ ăn, khác là có nước uống. Mình rất thích đi dự lễ ở Tây Ninh, tại vì ở đây là con anh chị em ta xúm xít nhau làm thành quả, phụ hợ giúp ích cho mọi người, cho bà con tề tụ về dự lễ. Trước là cầu nguyện và bái lễ, còn sau nữa là dự tiệc. Mình rất thích dự lễ vì thích ở chỗ cái là về đây là cứ không là tối thì ăn, khác thì uống. Giờ thấy các bạn nào trống trống thì cứ vô mình ăn, khác thì cứ có nước uống thoải mái, ăn cũng thoải mái. Thấy các bạn trống là vô ăn à. Đó, thấy là đặt cái rượu có nó bụng không, thấy các bạn vậy, thấy các bạn cấm vậy không cứ vô ngồi ăn. Mà một mình ngồi ăn không được, nhưng mà một mình ngồi ăn một bạn vậy thì nó thấy nó kỳ, nó ngại quá. Nên là mình thấy nếu mà đặt được có một mình đó thì mình ngồi, mình cứ ngồi ở đây rồi sẽ có người lại ngồi nữa à. Thấy bàn trống, các bạn đặt vô bàn không, có nguyên cái bàn mới không, có ai ngồi không, mình cứ ngồi đi mà sẽ có ngồi lại ngồi. Mày học học đây cũng đi quay bên này là đi vô qua sau hậu điện nha mọi người. Đây là sau qua hậu điện.
trong mạng xã hội để nghe. Rồi cũng đang cầu nguyện quá lễ nè. Cái cây mình đang cầm quay này, cái cây này không phải là cây chấm gung nha mọi người. Cái này là chỉ là cái cây thôi, không phải cây chấm gung. Ngày trước Hoàng Liên Hội mình cũng không có chấm gung qua học nữa. Nên nhiều khi nó hơi gung, nó hơi lắc. Tại vì mình vừa đi á mọi người, không có học. Cũng có người là kêu mình là nên mua cây chấm gung rồi nọ, nhưng mà tại vì mình chưa có kinh phí nên là mình không có, chưa mua cây chấm gung được. Nếu mà có dịp thì có kinh phí nọ mình cũng mua cây chấm gung, tại vì đa số mình đi quay, mình là quay đa số mình đi nhiều, tại vì là như lễ như vậy không, mình đi vòng vòng như nè, rồi là cái nghi lễ của đạo mình, nói chung là mình gặp á, mình gặp những nghi lễ thì đó là mình đi quay, quay thì đa số mình đi vòng vòng nhiều, thành ra không có cây chấm gung. Ra gặp lại các anh YouTube này, là với anh này YouTube Facebook thì để không biết. Em quay gì? Có quay tốt không? Cái có người hỏi thăm, anh cũng làm YouTube, cũng đi quay lễ cúng thần. Chắc các anh đó, nghe anh nói vậy thì chắc có lẽ là anh đi quay lễ hội nhiều hơn mình. Thì mình nói chung là bữa nào rảnh mình mới đi quay được, thì mình còn công việc. Giống như chiều nay là 1 giờ này là mình phải đi, 1 giờ này mình phải đi công việc đó rồi, cho nên là chiều nay không có đi quay được ở đâu. Nhưng mà có cái chiều nay, bữa nay 17 tháng giêng này, chiều nay cũng ở cũng không có gì hết rồi. Còn cái dưới Quan Âm mà mình nhớ lộn rồi, mới gặp kia hỏi rồi. Đi đảo vòng đây coi gặp cái bà chị sắp mẹ nữa không, bà ấy đi đâu rồi. Đứng vòng đây không, giờ này ta cũng về bớt rồi, giờ mình chắc cũng phải đi về thôi. Nhưng mà chắc là trước khi về chắc là mình xin khúc thanh bánh tét đây. Bây giờ đi vòng vòng như giống như cũng nghĩ đói bụng rồi, thôi giờ mình lại đi uống nước trước này ha mọi người. Đi chơi nước rồi, đi mình làm một phần chia sẻ cho mọi người tới đây thôi mọi người. Mình tạm chia tay với mọi người ở video này, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo mọi người. Mọi người, năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye.